Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Chiều qua tại trụ sở tỉnh ủy Hưng Yên diễn ra hội nghị đánh giá kết quả giải phóng mặt bằng và quán triệt thực hiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương những nỗ lực của các sở ngành địa phương trong việc triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 đoạn qua địa phận tỉnh thời gian qua. Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tập trung hoàn thành việc giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại một cách nhanh nhất, đồng thời triển khai dự án thành phần 2.2 theo đúng kế hoạch đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có báo cáo đề xuất Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 1.2, phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích dự án, đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 khởi công xây dựng dự án thành phần 2.2, tập trung hoàn thành xây dựng các khu tái định cư, mở rộng, cải tạo nghĩa trang trước ngày 30 tháng 10 năm 2023. Tại 14 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, có gần 2.000 cử tri tham dự với trên 100 lượt cử tri phát biểu ý kiến về các lĩnh vực. Cử tri và nhân dân mong muốn các cấp các ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người khó khăn, yếu thế trong xã hội, có biện pháp tăng cường đấu tranh trấn áp phòng chống các loại tội phạm, có chính sách phù hợp để ổn định giá cả vật tư nông nghiệp, tăng cường các biện pháp bình ổn thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục triệt để, số lượng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và công suất xử lý còn chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Vi phạm hành lang an toàn đường bộ vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Nhiều chỉ số quan trọng của nền kinh tế đã lấy lại đà phục hồi, tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước. Đó là thông tin từ hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 diễn ra sáng nay. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ rõ tăng trưởng quý 2 tích cực hơn, ước tăng 4,14% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch xuất nhập khẩu có xu hướng tăng, xuất siêu 12,25 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư có dấu hiệu tích cực hơn, ước đạt 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022. Giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện đáng kể, ước đạt 30% kế hoạch, tương đương hơn 65.000 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục có chuyển biến, đặc biệt là ngành công nghiệp có cải thiện. Giá trị tăng thêm quý 2 là 1,56%. Dịch vụ tiếp tục là động lực quan trọng, góp phần 80% tăng trưởng chung của nền kinh tế. Giá trị tăng thêm 6 tháng là 6,33%. Tại một hội thảo chuyên ngành gần đây, chuyên gia của Viện Kinh tế Tài chính nhấn mạnh lạm phát so với cùng kỳ đạt đỉnh vào tháng 1 năm 2023, thậm chí còn giảm mạnh hơn dự báo, đặc biệt bắt đầu từ quý 2 năm 2023. Chuyên gia cho rằng, trong vòng một năm qua, chỉ số giá tiêu dùng CPI chỉ tăng trung bình 0,17% tháng. Với giả định tốc độ này tiếp tục được duy trì trong 6 tháng cuối năm, lạm phát so với cùng kỳ vào tháng 12 năm 2023 được dự báo sẽ ở mức là 1,7% và lạm phát trung bình cả năm 2023 sẽ ở mức là 2,5%. Như vậy, tất cả các yếu tố tác động đến lạm phát thời gian qua rất thuận lợi. Thuận lợi theo nghĩa đều kiềm chế lạm phát như tổng cầu yếu, cung tiền tăng chậm, lãi suất cao, tỷ giá ổn định, giá dầu khó tăng mạnh sẽ tiếp tục là các nhân tố kiềm chế lạm phát 6 tháng cuối năm, thậm chí là các nhân tố trọng yếu kiểm soát lạm phát năm tới. Đại hội Công đoàn huyện Văn Lâm lần thứ 12 nhiệm kỳ 2023-2028 vừa long trọng diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 7. Toàn huyện Văn Lâm hiện có gần 18.000 đoàn viên tại 163 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó 90 doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể đưa được những nội dung quan trọng có lợi cho người lao động vào thỏa ước. Nhiệm kỳ tới, Công đoàn huyện Văn Lâm tập trung giải quyết những khó khăn, thách thức mới nảy sinh, nhất là từ việc thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, được dự báo có thể phát sinh nhiều xung đột lợi ích. Bên cạnh đó, nỗ lực đồng hành để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đô thị huyện Văn Lâm. Sáng nay, Nhà Thiếu Nhi tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, mùng 7 tháng 7 năm 2023.
Khi mới thành lập, nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên chỉ có 4 cán bộ viên chức thực hiện bồi dưỡng 4 bộ môn năng khiếu cơ bản như tin học, võ thuật, organ, mỹ thuật và tạo hình, duy trì 2 câu lạc bộ là câu lạc bộ nghi thức đội và câu lạc bộ nghệ thuật măng non. Đến nay, nhà thiếu nhi tỉnh đã có 12 cán bộ viên chức người lao động với 2 phòng chức năng, duy trì có hiệu quả 17 bộ môn năng khiếu trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, nghệ thuật. Từ năm 2013, duy trì việc tổ chức lớp trải nghiệm kỹ năng sống, học làm người có ích vào dịp hè hàng năm. Từ cái nôi nhà thiếu nhi tỉnh, nhiều thế hệ thiếu nhi đã được phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng. Trong 6 tháng đầu năm 2013, các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã phát hiện xử lý 509 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 19 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước giảm 49 vụ, việc sản xuất buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh cũng diễn ra phức tạp. Nhóm mặt hàng bị phát hiện làm giả nhiều nhất phải kể đến phụ kiện thời trang như quần áo, giày dép, ví, túi xách, kính mắt, loa làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Burberry, Chanel, Gucci, Montblanc, Omega, JVN. Thực hiện thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và kết luận của Thanh tra tỉnh Hưng Yên, huyện Khoái Châu vừa tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ bà Bùi Thị Thục, thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến. Theo đó, hộ bà Bùi Thị Thục buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Trung với diện tích gần 580 m². Cùng với đó, bà Bùi Thị Thục đã có hành vi gây cản trở cho việc sử dụng đất của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Trung, xây tường gạch bằng bê tông có chiều dài khoảng 7,25 m, cao 1,5 m, chắn lối đi vào thửa đất số 138, tờ bản đồ số 05 của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Trung. Tại buổi cưỡng chế, các đơn vị chức năng tháo dỡ công trình, lán tôn, di chuyển tài sản của hộ gia đình ra khỏi vị trí vi phạm, khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm. Liên quan tới kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản, chính phủ Hàn Quốc cho biết lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ tỉnh Fukushima của nước Nhật Bản sẽ được áp dụng vô thời hạn. Thông tin do giới chức đảng cầm quyền của Hàn Quốc đưa ra sau cuộc họp với các quan chức cấp cao của chính phủ. Trong bối cảnh cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA dự kiến sẽ sớm công bố báo cáo đánh giá mức độ an toàn của kế hoạch xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản. Lệnh cấm sẽ được kéo dài tới khi mối lo ngại của người dân được giải quyết. Năm 2013, Hàn Quốc đã cấm nhập khẩu hải sản từ 8 tỉnh của Nhật Bản gần Fukushima do lo ngại mức độ phóng xạ sau sự cố. Hàn Quốc khẳng định sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm trước khi hải sản từ khu vực này được chứng minh là an toàn, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ở Fukushima nên được xem xét tách biệt với lệnh cấm nhập khẩu. Thái Lan ngày 2 tháng 7 đã hồi hương thành công Muthuraja, con voi 29 tuổi mà nước này tặng cho Sri Lanka hơn 20 năm trước. Giới chức Thái Lan cho hay, chuyến bay chở con voi có khối lượng lên tới 4 tấn đã hạ cánh an toàn tại thành phố Chiang Mai vào 14 giờ ngày 2 tháng 7 sau hành trình di chuyển từ sở thú ở thủ đô Colombia của Sri Lanka. Con vật sau đó sẽ được cách ly tại một khu bảo tồn thiên nhiên gần đó. Trước đó vào năm 2001, Hoàng gia Thái Lan đã tặng voi cho chính phủ Sri Lanka. Con voi sau đó được chuyển đến một ngôi đền và được trao những vai trò danh dự trong các nghi lễ tôn giáo. Tuy nhiên, một nhóm bảo vệ quyền động vật phi chính phủ cho rằng con voi Muthuraja đã bị ngược đãi, bao gồm việc nó bị đơ một chân do bị thương lâu ngày. Năm ngoái, tổ chức đã kêu gọi các quan chức Thái Lan can thiệp để buộc ngôi đền trả lại con voi. Một công ty khởi nghiệp tại Anh vừa hoàn thành nguyên mẫu thử nghiệm của cây năng lượng, mô hình chạm sạc xe điện bằng pin mặt trời có hình dáng một cái cây. Có chiều cao tổng thể là 4,5 m và tán rộng 7 m. Cây năng lượng của công ty khởi nghiệp Solar Botanic Trees có thể dễ dàng lắp đặt tại các không gian công cộng. Theo nhà sản xuất, sản phẩm này sẽ hấp thụ năng lượng mặt trời thông qua các lá quang điện nano, sau đó lưu trữ điện năng trong cục pin đặt ở trong thân cây. Giá của cây năng lượng có thể nằm trong khoảng từ 22 tới 30.000 đô la Mỹ. Công suất phát điện là 5 kW. Với công suất đầu ra này, thời gian để sạc một cụm pin 50 kW từ 20% lên 80% là gần 7 tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.